quyền Trump cân nhắc quay trở lại thử hạt nhân sau 28 năm gián đoạn. Trở lại vào tháng Giêng năm 2020, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang gia tăng, một số chuyên gia lo ngại là Tổng thống Donald Trump sẽ có thể cân nhắc chuyển sang dùng vũ khí hạt nhân để khắc phục mọi thứ. Bây giờ thì nguồn tin từ Washington Post cho rằng chính quyền Trump đang tích cực xem xét khả năng tiến hành thử hạt nhân, lần đầu tiên trong gần 30 năm điều mà Hoa Kỳ chưa thực hiện kể từ tháng 9 năm 1992 như một cách để gây sức ép buộc Nga và Trung Cộng thực hiện một thỏa thuận kiểm soát vũ khí ba bên. Một viên chức chính quyền cao cấp và hai cựu viên chức nói rằng chủ đề này đã được đưa ra trong cuộc họp ngày thứ Sáu 15 tháng 5 2020 của các đại diện hàng đầu từ cơ quan an ninh quốc gia để đáp lại tin đồn rằng Nga và Trung Cộng đang thực hiện các vụ thử hạt nhân năng suất thấp của họ mặc dù cả hai quốc gia đều nói rằng điều đó không đúng và không có bằng chứng, ít nhất là không có bất kỳ điều gì công khai để cho thấy điều đó xảy ra. Washington Post ghi nhận những bất đồng nghiêm trọng đã nảy sinh ra tại cuộc họp về khả năng này. Hoa Kỳ vẫn là quốc gia duy nhất từng khai triển vũ khí hạt nhân trong thời chiến và đã tiến hành hơn 1.000 cuộc thử nghiệm trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Lúc đầu các sự kiện thường tổ chức trên các hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương trước khi những mối quan tâm lo ngại về môi trường buộc phải thực hiện ở dưới lòng đất ngoại trừ triều tiên đã có một lệnh cấm dài hạn đối với các vụ thử vũ khí hạt nhân và một số chuyên gia kiểm soát vũ khí lo ngại một cuộc thử nghiệm của mỹ có thể châm ngòi cho một kỷ nguyên thử nghiệm mới trên toàn thế giới đây sẽ là một lời mời cho các quốc gia vũ trang hạt nhân khác theo dõi ông darrell kimball giám sát điều hành của hiệp hội kiểm soát vũ khí nói với tờ washington post trong khi tổng thống Obama đã tích cực cố gắng giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và quốc tế, thì tổng thống Donald Trump lại có một cách tiếp cận ngược lại. Với ngân sách năm 2021 của ông bao gồm gần 46 tỷ Mỹ kim chi tiêu bổ sung cho các chương trình vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ, theo Defense News. Những người ủng hộ lập luận rằng một bản demo như vậy sẽ cho Nga và Trung Cộng thấy rằng Hoa Kỳ có thể thử nghiệm mau lẹ Điều này có thể mang lại cho Mỹ đòn bẫy trong các cuộc đàm phán quy định hạt nhân. Theo Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí Phi lợi nhuận Daryl Kimball không đồng ý. Nếu cuộc thử nghiệm diễn ra, đây sẽ là phát súng khởi đầu cho cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân chưa hề có tiền lệ. Nó cũng sẽ làm gián đoạn cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Nếu chính quyền Mỹ tin rằng một vụ nổ thử hạt nhân và năng lực hạt nhân sẽ ép buộc các đối tác đàm phán để đưa ra những nhượng bộ đơn phương thì đó là một âm mưu nguy hiểm, ông nói với Washington Post. Mặc dù cuộc họp ngày 15 tháng 5 không kết thúc với bất kỳ chuyển động nào, nhưng có một nguồn tin khác nói rằng cuộc họp kết thúc với quyết định đi xuống những con đường khác thay thế để đẩy lùi mối đe dọa Nga và Trung cộng. Kimbo đứng trước khẳng định một thử nghiệm hạt nhân sẽ là một sai lầm. Nó sẽ là khẩu súng khởi đầu cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân chưa từng có, ông nói. Theo một viên chức chính quyền Mỹ, hành động này của Mỹ là một chiến thuật hữu dụng trong cuộc đàm phán giúp cho chính phủ Mỹ có lợi hơn khi tìm kiếm các thỏa thuận với Nga về vũ khí hạt nhân. Trong đó trích dẫn một viên chức chính quyền cao cấp giấu tên đã nói rằng Moscow và Bắc Kinh cho rằng Hoa Kỳ có thể thực hiện một cuộc thử nghiệm nhanh chóng, có thể là một biện pháp thương lượng hữu ích trong việc đạt được ưu tiên của chính quyền về việc kiểm soát vũ khí, một thỏa thuận với Nga và Trung cộng. Các cuộc thảo luận của ủy ban đại biểu diễn ra vào thời điểm mà kiểm soát vũ khí có nguy cơ bị ngưng hoàn toàn. Chính quyền Trump đã rút ra khỏi thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới nhất trong tuần này với thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi hiệp ước bầu trời không giới hạn, cho phép Nga và các quốc gia Tây phương tiến hành quan sát các vùng lãnh thổ khác. Hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng còn lại là Hiệp ước New Star 2010, hạn chế Mỹ và Nga phát triển đầu đạn. Hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2 2021, nhưng chính quyền Trump tuyên bố là Mỹ sẽ không muốn gia hạn nếu không đưa Trung Cộng vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí. Bắc Kinh đã từ chối với lý do là kho dự trữ của họ rất nhỏ so với kho vũ khí của Mỹ và Nga, ước tính chỉ hơn 1 phần 20 kích thước Động cơ đằng sau rõ ràng đề nghị trở lại thử nghiệm của Hoa Kỳ bằng cách nào đó sẽ gây thêm áp lực cho Trung Cộng. Mỹ đã thảo luận về thử nghiệm ngầm trong bối cảnh cố gắng đưa Trung Cộng lên bàn đàm phán về thỏa thuận ba bên. Hoa Kỳ và bốn cường quốc vũ khí hạt nhân khác được công nhận là chính thức đã ký hiệp ước cấm thử nghiệm toàn diện vào năm 1996, nhưng Thượng viện đã bỏ phiếu không phê chuẩn hiệp ước mà vẫn chưa có đủ phê chuẩn để có hiệu lực. Hoa Kỳ đã quan sát lệnh cấm thử nghiệm từ năm 1992, phù hợp với các cường quốc hạt nhân khác. Phá vỡ lệnh cấm đó có thể làm thất bại, hiệp ước cấm thử nghiệm toàn diện và chứng minh sự bất ổn định tại thời điểm có những lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang mới. Tôi đã nghe các viên chức suy đoán rằng Hoa Kỳ có thể phải kiểm tra xem niềm tin vào kho dự trữ có dần dần bị phá hủy hay không nhưng không bao giờ nó có thể được sử dụng để ép buộc bất cứ ai tham gia đàm phán thật là điên rồ họ phải thất vọng thay vào đó những gì có thể chắc chắn là sẽ đẩy trung cộng và các quốc gia vũ trang hạt nhân khác cũng thử nghiệm làm thế nào một người có thể suy nghĩ đúng đắn có thể nghĩ rằng đó là lợi ích an ninh của hoa kỳ hoặc là đồng minh của họ ông hans christensen giám đốc dự án thông tin hạt nhân tại liên đoàn các nhà khoa học mỹ nói Mỹ đã cáo buộc cả Nga và Trung Cộng thực hiện các cuộc thử nghiệm năng suất thấp trong bí mật, nhưng cả hai nước đều bác bỏ cáo buộc này. Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia là một cơ quan của Bộ Năng lượng, có nhiệm vụ duy trì sự sẵn sàng của kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, đã phát triển các công cụ chuẩn đoán máy tính để kiểm tra trạng thái của đầu đạn, dựa trên dữ liệu từ 1.054 cuộc thử nghiệm mà Mỹ đã thực hiện từ năm 1945 đến năm 1992. Nói chung là các nhà khoa học và kỹ sư cùng doanh nghiệp vũ khí hạt nhân đã rất hài lòng với cách tiếp cận đó. Mỗi năm, người đứng đầu ba phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ, Los Alamos, Lauren Livermore và Sandia, cũng như người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, được yêu cầu xác nhận rằng các cuộc thử nghiệm lại là không cần thiết. Họ đã nói rằng họ thấy không có lý do kỹ thuật nào để tiếp tục thử nghiệm trong tương lai gần. Và đó là tuyên bố được đưa ra khi tôi rời khỏi. Ông Frank Klaus, người từng là điều hành cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia trong chính quyền Obama và năm đầu tiên của chính quyền Trump, một trung tướng không quân nghỉ hưu đã nói, cho dù điều đó có thay đổi hay không thì tôi không biết, tôi không chắc chắn. Có những cựu chiến binh của thời đại mà chúng tôi đã thử nghiệm những người đã ủng hộ việc trở lại thử nghiệm, nhưng tôi nghĩ rằng đa số mọi người trong doanh nghiệp cảm thấy không cần thiết và chỉ nên được thực hiện nếu có những số vấn đề về kỹ thuật có tính thuyết phục. Thông tin được tờ Washington Post đưa ra chỉ một ngày sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố về kế hoạch rút Mỹ ra khỏi hiệp ước bầu trời tự do. Hiệp ước có mục tiêu cải thiện sự minh bạch trong hoạt động quân sự và xây dựng niềm tin giữa các nước siêu cường quốc đây cũng là hiệp ước kiểm soát vũ khí thứ ba mà chính quyền của tổng thống donald trump đã tuyên bố hủy bỏ cam kết kể từ khi ông lên nắm quyền